ngày 8 tháng 8 năm 2023 nhằm ngày 22 tháng 6 năm Quý Mão, Ban Hoàng Pháp và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Ban trị sự tỉnh và cúng dường trường hạ tại văn phòng Ban trị sự tỉnh Chùa Huệ Chiếu, phường Ngô Mây, thành phố Con Tùm, tỉnh Con Tum. Phái đoàn do Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Quỹ viên Hội đồng trị sự Phó trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương làm trưởng đoàn, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, Ban Hoàng Pháp, và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đồng tham dự. Tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Đông đảo Phật tử đón tiếp phái đoàn. Phát biểu chào mừng phái đoàn Ban Hoàng Pháp và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đến thăm Ban Trị sự tỉnh, Tịnh tòa Thích Nguyễn Bảo gửi lời tri ân đến Chư Tôn Thiền Đức trong phái đoàn đã không quản ngại đường xá xa xôi, thân lâm đến đây để thăm hỏi đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà đồng thời còn cúng dường tỉnh tài tịnh vật đến hành giả an cư nơi đây. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức luôn phát thể khinh an, dồi dào sức khỏe để tiếp tục đến các tỉnh thành còn lại trong hành trình của mình. Báo cáo tình hình sinh hoạt và tu học của các điểm an cư trong tỉnh, Đại Đức Thích Nhượng Hiểu cho biết, trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2567, dương lịch 2023, toàn tỉnh có 3 điểm an cư, chùa Vệ Chiếu dành cho chư Tăng, chùa Pháp Hoa dành cho Chư Ni và tình sáng Ngọc Hòa dành cho Chư Ni hệ phái khất sĩ với tổng số hành giả an cư là 83 vị. Hành giả an cư luân phiên hành trì ngày đêm sáu thời, xuyên suốt trong 3 tháng. Đồng thời, được Chư Tôn Đức phân bổ giảng dạy các môn, nghi lễ Phật giáo, Phật Pháp căn bản, lịch sử Đức Phật Thích Ca vào chiều thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Hòa Thượng Thiền Chủ giảng dạy về luật tỳ kheo giới bổn cho toàn thể hành giả an cư. Ngày 15 và 30 hàng tháng, giảng giảng và chia sẻ giáo lý đến các tín đồ Phật tử. Ngày 10 và 20 hàng tháng, tổ chức khóa tu một ngày an lạc cho các Phật tử đạo tràng tịnh độ và đồng bào dân tộc ít người. Ngày 15 và bùng một hàng tháng, tổ chức tòa bác quan trai cho cư sĩ Phật tử tại các tự viện. Phát biểu tại buổi thăm và làm việc với ban trị sự, Hòa Thượng Thích Minh Thiện thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Thích Quảng Xã, dàn kính chúc Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức luôn được thân tâm thường lạc dạng sự các tường như ý. Hòa Thượng cho biết, Đến nay, đoàn đã thăm và cúng dường được 16 tỉnh thành. Trong suốt thời gian cúng dường ở các tỉnh, phái đoàn đã được ban trị sự và ban chức sự trường hạ hỗ trợ nhiệt tình, tạo điều kiện để đoàn tiếp xúc với chư hành giả an cư, thăm hỏi và phổ biến thông tin về các quy chế, hiến chương của trường mường giáo hội và các quy tắc thuyết giảng của ban hoàng pháp. Bên cạnh đó, khi tới từng nơi như thế, ban hoàng pháp và ban kinh tế tài chính trung ương sẽ được hiểu thêm về tình hình tu học và sinh hoạt của tăng ni Phật tử, từ đó sẽ đề xuất với trung ương giáo hội về những chương trình sinh hoạt cho từng tỉnh. Tiếp theo, Thượng đoàn Thích Quảng Dũng, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương, tác bạch cúng dường lên ban chức sự Trường Hạ và cùng ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến cúng dường lên Chư Tôn Đức. Như dịp này, Đại đức Thích Trí Trơn có buổi pháp thoại đến các hành giả an cư và hơn 400 Phật tử với chủ đề kinh nghiệm tu tập và hành đạo của mình.